chào gia đình yêu thương của Út nha. Chúc gia đình yêu thương của Út lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc nha cả nhà. Trời ơi, tới công chuyện nữa rồi. Tới công chuyện với chị Le và anh Lu nữa rồi. Tối ngày sao tôi quần chị Le với anh Lu hoài. Chị Le kỳ này xui nữa rồi. Chị Le kỳ này mà là ma mắc cỡ măng nhục nữa rồi. Đó, lần trước á thì chị Le đại diện cho chồng chị đầu cái bàn thờ. Thiếu không chịu. Chị đầu thêm cho đủ bàn thờ. Đầu bàn thờ để mốt lên bàn thờ ngồi. Rồi xong mà chị đòi hình ảnh của chồng chị. Nhỏ kia, mày tháo hình ảnh chồng của Cao của nhà mày. Cao là vợ chồng Cao, Cao đại diện chồng Cao. Ngay từ bữa nay mày phải xóa hết hình ảnh chồng của Cao xuống, gỡ xuống. Mày nghe chưa mày? Cậu ngồi bàn thờ không làm? Để tao đang rảnh xong có làm gì chơi, lúc này không đi hát hồi gì chơi. Để tao xóa cho. Không xóa nào là bát tơ bên nước ngoài, bên Việt Nam, nào là chuông vàng gụm cổ. Ôi, không xóa sạch sẽ giáo. À, ông gỡ sạch sẽ, gỡ giùm mà, gỡ hơi lố, cậu làm lố nhưng mà phái, chịu thầy, cậu, đó, đúng rồi nha, ông gỡ hơi lố chút mà kệ, chịu, phái, đã cái nư, sướng, đó. Rồi, cho những gì đòi lại đúng không, rồi sau đó thì sai con Hà Mã, đó, người Hà Mã nhưng mà cái cốt là con heo, đó, là đòi răng, cái Hồng Loan trả răng lợ. Xin lỗi nha chị hai. Xin lỗi nha anh Le, quên kêu chị hai hay quèm đó. Xin lỗi anh Le. Tự mình đến, mình đem xe đến, mình kêu Hồng Loan đi làm răng, chứ Hồng Loan không tự đến. Và mình tự đến câu chuyện người ta, chứ Hồng Loan không có mượn luôn. Giờ bây giờ răng cũ Hồng Loan đâu, trả về cho nó. Nếu mà đòi hàm răng đó lợi mà không trả hàm răng cũ, Hồng Loan kiện vì cái tội chiếm đoạt tài sản. Tại Hồng Loan, răng Hồng Loan là tài sản mà nó tự lấy đi, mà nó giờ nó không trả lợ mà nó đòi cái răng kia, mà răng kia là răng tạm thôi chứ không phải răng thiệt đâu cả nhà. Con Le thì nó khôn lắm, nó khôn lỗi, khôn liền lắm đó, nó rất là khôn. Tại vì sao? Nó chỉ làm cái răng tạm thôi để câu khách Hồng Loan, để cho mà khán giả Hồng Loan ủng hộ nó, tưởng đâu nó là thương Hồng Loan thiệt, làm hàm răng cả tỷ bạc đó. Nhưng mà hàm răng cả tỷ đâu, cả nhà có thấy không, răng Hồng Loan đang xài răng tạm bợ. Nó biết là một ngày nào đó nó sẽ quay xe, một ngày nào đó nó sẽ lật lọng để mà không làm phim 30 tỷ, không làm hàm răng 1 tỷ. Tại vì chiêu thức này nó xài hoài mà mấy drama chứ nó cũng xài luôn đó. Vì thế mà nó cố tình làm răng tạm, là lý do là răng Hồng Loan không làm ngay được mà kéo dài 6 tháng, là nó định kéo dài 6 tháng đó để nó trục lợi bán hàng và nó câu kéo khán giả của Hồng Loan làm răng cho nó. Nhưng mà cậu khai khẩu sớm quá, cậu ông lật mặt nó sớm quá nên nó không thấy tình hình là không lợi dụng được nữa nên nó mới trở mặt luôn. Chứ thật chất nó muốn làm răng tạm để nó kéo khách Hồng Loan để nó trục lợi nữa. Nó lại khôn lắm, con Le Le này nó khôn lắm, thấy nó khùng khùng như khôn lắm mấy má. Như là bàn thờ nè, nó giả bộ lấy bàn thờ làm chồng cũng là một chiêu thức lợi dụng đó. Tại vì nó biết fan của bàn thờ nhiều, nó giả bộ kết hôn giả là coi như người một nhà với bàn thờ rồi, thì fan của bàn thờ sẽ mua sữa và mua kem ủng hộ này kia đó. Nó khôn đó. Tại vì nó biết bàn thờ làm hai thì mà đâu có làm ăn được đâu, dù lấy không lấy đâu làm ăn được, nên nó cố tình làm như vậy để mà nó chiếm khán giả của bàn thờ. Mà nào nhờ khán giả quay lưng nhiều quá nên không bán được gì, sữa không ai uống, kem không ai sức, răng không ai làm. Chỉ toàn là chửi rủa không, mà bây giờ phải trả tiền nhân viên biết bao nhiêu, tiền mặt bằng thuê các kiểu, tiền thuế má đủ thứ, điện nước bây giờ làm sao chịu nổi. Đứng trước đầu dân đúng không. Thứ nhất là Hồng Loan bây giờ đủ kinh tế để làm 100 hàm răng như vậy cũng được. Hiện tại kinh tế Hồng Loan làm hợp trăng hầm trăng trăm cái hàm răng vậy cũng được, mà hàm răng là hàm răng tạm. Nếu mà bây giờ muốn đòi hàm răng lợ thì phải trả là hàm răng cũ Hồng Loan, kệ á, răng nó bị sâu hay bị súng gì kệ đó, nó là tài sản của nó, răng cộ trong người chúng ta là tài sản chúng ta, kêu nó trả lợi. Nếu nó không trả thì đừng cái mở miệng đòi, mà mỗi bữa đòi là ông Hồng Loan kiện tội chiếm tài sản Hồng Loan. Ông nói gì hợp lý cả nhà đúng không? Phải chi Hồng Loan lại, Hồng Loan năn nỉ chị ơi, chị làm răng cho em đi chị ơi, năn nỉ chị ơi, thì giờ nó Hồng Loan trả. Còn này tự mình xách xe lại, tự mình đem ta đi, tự mình tháo răng người ta, và bây giờ mình đòi răng người ta. Đó, bây giờ Hồng Loan chuẩn bị trả răng nè, mắc cỡ không? Mắc nhục chưa? Hồng Loan chơi đẹp vậy đó, không có nợ ăn tình ai mà cái gì trả hết. Trả răng cho em, người ta là trả nhân kim cương cho kẻ si tình con này, trả răng cho em cho kẻ lợi dụng. Đó, đúng không? Hồng Loan chuẩn bị trả là mắc cỡ không? Nó đem hàm răng lại nó trả mắc cỡ không? Mắc cỡ không? Lấy hàm răng đó
lấy hàm răng nó gắn vô răng mình đi, tại mình đòi mà, còn thôi cho hà mã gắn vô răng hà mã đi. Răng với bàn thờ là cái thuộc cái âm, thuộc ngành âm ấy nha, mà đòi răng bàn thờ là xui lắm, xui cực kỳ luôn. Răng tóc móng tay là thuộc âm đó, ai mà đòi là xui, xui mà tặng mạng luôn. Đòi cái bàn thờ đó, đòi cái bàn thờ của năm mà xui te tôi luôn, tới giờ là dạ miệng quốc ca nè, dạ miệng đủ thứ, bị ta chửi chúng mắng chúng vụ chúng xả mà ta lôi ra quá khứ dĩ dãn dơ dái ta lôi ta hết luôn, cũng vì đòi bàn thờ. Giờ tiếp tục đòi răng nữa, không đâu trả răng đi, chuẩn bị làm răng mới đi, mình có tài chính mà, mình đâu cần đâu, mình đâu cần đâu, mình làm chi mà cho con hà mã nó đòi hoài. Đem cái hàm răng nó về cho ba má hà mã treo lên, treo lên vòng vòng cái nhà hà mã cho nó nhìn nó ngắm, nó không gắn vô răng đó, gắn vô răng đó, đúng không nhà? À, mà tại sao mình không dám đòi mà mình xúi không vậy? Mình có tài có mỏ mình không gõ đi, rồi mình xúi làm gì? Chơi hèn vậy, xúi làm chi? Mình có tài có mỏ mình gõ nhau đi, mình muốn đòi mình là đòi đi, đòi sao được? Tại mình đòi sao mở miệng được, đúng không? Tại mình lết tới mà, mình lết cái câu chuyện nhà người ta mà, lỡ nhà người ta nằm sẽ like, xong quay qua chửi người ta. Ai mượn mua mít ăn đã về chê đó là không ngon lành hết, ai mượn mua? Mít của Hồng Loan bán ngon lắm chứ bạn, nó quỷ đó, nó dốc, quỷ le le, trứng khí trứng mùi đó, nó mà phái ai rồi đó, nó tân lên tận mây xanh đó, nó mà ghét ai rồi á, nó nói đặng nó được, tại cái miệng nó sao, cái miệng nó là vậy đó, cái miệng nó ra ma nào cũng vậy, ra ma nào nó tiếp cận nó cũng tân bốc lên nào giúp đỡ nào kia, mà khi mà cái giá trị lợi dụng ta không còn nữa, là nó quay qua nó chửi người ta, nó không còn vậy, rất là nhiều ra ma chứ đâu phải ra ma này không đâu, nên là cái cốt cách của con le le là nó như vậy đó nha, cốt cách của nó y chang đứa nít vậy đó. Chơi tặng quà nghỉ chơi đòi quà trả đây, trả đây, hồi nãy tao khoái mày tao tặng giờ tao không khoái nữa, trả đây, trả đây, không biết đâu mét má ta là trả đây, đi chơi vậy luôn. Đó giống như là ở nhà nè, ở nhà cái điện cho chồng, alo anh đang ở đâu vậy, anh đang đi làm mà em đói bụng mới nè, khoa sữa uống hả? Không biết khoa, trời đất ơi, nó bán sữa mà nó không biết khoa sữa, vậy nó bán sữa nó chỉ ta sử dụng sao, không biết khoa. Nấu nước nóng pha hả? Không biết, là nó không biết mà. Về pha cho em uống đi. Mua đồ của em ăn đi, nó bụng quá nè. Chồng ơi, nó bụng quá nè chồng. Anh về đẻ đi, anh đâu ở đâu vậy? Về bỏ em hoài đó mẹ. Coi giết bà tưởng không? Nó le le đó, mới 15, 16 tuổi mới yêu đó. Mấy đứa 15, 16 tuổi mới yêu cũng chưa vậy nữa, nó chưa cũng chảy nhớt, chảy thay, chảy như hồ như nó vậy. Bán sữa mà không biết cách pha sữa, rồi mày chỉ người ta sử dụng sao hả? Quỷ khùng. Ôi ôi cụ, còn nhỏ có mới lớn không biết cách pha sữa. Rồi ba đứa con thấy mẹ, trời ơi mẹ tôi, mẹ tao, tụi bay mẹ tao vinh hạnh lắm, trời ơi mẹ tao dễ thương lắm, vinh hạnh lắm. Mẹ tao mới 13 tuổi rồi, đó. Dạ, giờ em dẹo dẹo với chồng, cái nằm sải lai với cửa, trước mặt chồng á, kêu thằng chồng lấy cái máy quay phim, nằm sải lai, ngửa ra, để thằng chồng với trợ lý quay phim, trời quỷ thần ơi. À, anh bằng thờ á, nhìn như nè. Ngán, ngán mưa nhiều nhưng mà giờ lỡ rồi, lỡ ăn tiền le le rồi, lỡ bám vô le le rồi, lỡ ký vô làm CEO sữa rồi, bây giờ mà rút chân mà chưa hết hợp đồng á là đền thấy mồ luôn. Con le le nó khôn lắm, con le le nó khôn lắm, giống y cha nó vũ Hồng Loan làm mà chủ tịch hội từ thiện á, Hồng Loan mà ký vô một cái là Hồng Loan gánh hết luôn, tiền vô tài khoản nó, nhưng mà trách nhiệm là Hồng Loan gánh. Bây giờ vậy đó, anh bàn thờ ký vô làm CEO sữa rồi, bây giờ tiền á lợi nhuận thì đổi tài khoản nó đúng chia như nó chia, nhưng mà trách nhiệm lại là anh bàn thờ. Bây giờ chưa hết hợp đồng mà anh bàn thờ quay lưng là đền hợp đồng của một đền ba là cũng chết, đúng không? Nó khôn mà cái chỗ đó, đây đây nó khôn lắm, nó khôn lỗi khôn lường lắm. Nhưng mà cái drama này là drama không có cho nó khôn lỗi nữa đó, mà drama quật đó, drama này drama tâm linh là sẽ quật nó te tua. Và bây giờ đó, bây giờ cả nhà thấy không, nó đâu có bán hàng được gì đâu, tối ngày chùm 4-5 thằng chùm đợi bán cái mấy hộp sữa là không ai mua, mà tối ngày cái chị ba chốt đơn, chị năm chốt đơn, chị bảy chốt đơn, chú bảy chốt đơn, cô tám chốt đơn, chị ba chốt đơn, chị hân chốt đơn, chị chốt chốt đơn, em nhân chốt đơn, em cút chốt đơn, không ai, không thấy ai mà nó chốt đơn lia lịa luôn, chốt lia lịa luôn. Chắc bán sữa này phải có căng lắm mới nhìn thấy, nhìn thấy người chốt chứ bình thường không có thấy, ông không thấy mà chốt. Chú ba chốt đơn, chú sáu chốt đơn, cô năm chốt đơn, cô tôi chốt đơn, cô ba chốt đơn, chị hai chốt đơn, chị ba chốt đơn, chị năm chốt đơn, tôi chốt qua chốt luôn mà không thấy ai chốt, không thấy tin nhắn mà nó chốt lia lịa luôn. Chắc nó bán cho mấy người hút mặt hút mại hay sao á. Nó đúng cái nhà
Giờ mày nói tới vấn đề cô Sáu đi cả nhà. Trời ơi, làm gì làm, thương cô Sáu lắm. Cô Sáu tôi dễ thương lắm, cô Sáu tôi yếu đuối lắm. Không, chuyện gì cô Sáu tôi cũng khóc thôi chứ không biết làm gì. Hồi xưa khóc cái là cậu giải quyết hết. Bây giờ khóc mù cũng mắt, mù lồi cũng mắt chứ không ai ngó ngàng tới. Tội nghiệp Sáu biết bao nhiêu giờ già hết khí rồi làm gì ăn bây giờ. Mà khóc đứa nào đứa nấy không cho tiền, khóc không ai dòm tới. Mà hết khí rồi, giờ làm gì ra tiền bây giờ. Giờ ra tiền đâu thì sắp bớt sống. Nhà cửa không xong, đất đai không xong. Giờ bị vũa bị xả tối ngày và con đi trốn nữa và làm sao sống nổi đi. Nên cô Sáu khóc nữa. Nhưng mà cô Sáu tiếp tục khóc nữa. Tiếp tục khóc nữa khi nhận cái tin dữ là sắp tới cô Sáu phải dọn khỏi nhà. Mà bây giờ đồ đạc cô Sáu đâu còn gì đâu, dọn cả nhà. Dọn đi hết rồi. Bữa hổm lấy trơn rồi. Có con gấu bông mà củ nhèm á nằm bên hông nhà cậu đó, là vớt lên vớt xuống đó. À, với cái tủ lạnh chứa đầy tiền thôi. Có nhiều người nói dốc là tủ lạnh mà để tiền chắc hổm nay hư rồi, ốc không phải đâu. Trước khi nó để tiền là nó dọn đồ ăn cho hết rồi. Nó ăn đồ ăn ở dưới cái bếp dưới nhà cậu á, chứ trên tủ lạnh trên nhà nó ít để đồ lắm. Nó để trái cây với nước thôi. Mà trước khi nó bỏ tiền vô đó là nó đã lấy tiền và nước ra, lấy trái cây và nước ra hết rồi, lấy đồ ăn cho hết rồi. Thì làm sao mà hư được. Đúng cả nhà. Ừ. Có nhà nói nha. Hai năm nay chắc hư rồi, ốc không có đâu. Nó có bỏ ở đâu hư. Nó chỉ bỏ tiền thôi, hư gì. À, nếu mà không bỏ tiền thì niêm phong làm cái gì? Tủ lạnh mà không có gì niêm phong chi cho người ta nghi ngờ mình, mắc cả mình bị quan, đúng không? Mình không có bề để mình quan, mình mở ra cho người ta thấy, làm giải quan cho mình, mắc gì niêm phong? Tủ lạnh bình thường mắc gì niêm phong chồng? Đúng không? Giống như cái tủ nè. Cái nhà không có tiền bạc không được thì không có để tiền gì trong trong, không có gì giá trị, cái nhà khóa là làm gì? Khóa là làm gì? Đúng không? Chỉ khi nào có gì giá trị trong tủ thì cái nhà mới khóa lại để gìn giữ tài sản. Thì y chang vậy thôi. Tủ lạnh nó có tài sản nên nó mới niêm phong lợi để gìn giữ tài sản mà nó không khiêng ra được. Có nhiều người nói là có là nó đã khiêng ra rồi. Khiêng sao được? Trước khi mà nó muốn khiêng tủ lạnh ra ngoài thì bắt buộc bên Hồng Loan phải khám xét. Bên Hồng Loan nhờ công an khám xét thì sao mà nó khiêng được. Mà nếu khám xét mà tiền một đống tủ lạnh, người ta đặt câu hỏi tiền ở đâu mà chị có. À, tại sao tiền không bỏ trong tủ mà bỏ tủ lạnh? Thì đó lại ông tôi ở vụ này thì làm sao nó dám mở dám lấy được? Mà cái nhà sao mà cái nhà khờ quá vậy? Đúng không? À, chiếc này nghe nói cô Sáu dọn mà cũng chẳng có gì đâu dọn. Dọn đi hết mẹ rồi. Cái đợt hổm đó, nào là dầu thơm, laptop, đồ, quần áo, giày dép, dê dọn đi hết rồi. Cái gì mà xài được nó dọn đi hết rồi. Chỉ còn đống rác thôi. Chỉ cần bây giờ là có quyết định của tòa là mở niêm phong cái phòng đó là Hồng Loan được toàn quyền quyết định. Còn bây giờ chưa có quyết định ở tòa, Hồng Loan mà vô cái phòng đó, nó đỡ thừa Hồng Loan ăn cắp tiền giống như cái vụ mà 8 triệu 200 đô cái nhà nhớ không? Đó. Bây giờ trong phòng nó không có gì nhưng mà Hồng Loan vô thì lại đổ cho ăn cắp tiền. Vì thế Hồng Loan phải đợi quyết định của tòa án là Hồng Loan được quyền vô cái phòng đó mà không bị trách nhiệm gì hết. Đó, chứ không phải là trong phòng nó còn cái gì. Trong phòng nó còn cái gì, còn tủ lạnh có tiền thôi. Đúng không cả nhà? Mà sắp tới đây là nghe đồn là cô Sáu chuẩn bị dọn nhà, cô Sáu. Trời cưng quá hả? Sau bữa cái anh từ Trần Tài Trần đó nói là cô Sáu lợi ngược dòng. Rồi tung chiêu cuối. Rồi gì chuẩn bị kéo mẻ lưới lớn, ủ tờ cả đám, rồi ve cái gì lật lợi vụ án, rồi cô Sáu ơi chuẩn bị dọn về, ủa ngộ vậy, sao giờ tự nhiên chuẩn bị dọn đi là sao? Mấy anh kia nói là cô Sáu lợi ngược dòng, lợi đâu vậy hả? Lợi đi đâu vậy cô Sáu hả? Lợi vô tư gì, vô tư 30 hay gì? Thánh thần ơi, ăn nhờ đậu dành nhà người ta. Giờ nộp đơn gì cũng bị bác, này là quỹ khai sanh, quỹ vì thừa kế Hồng Loan, quỹ hộ khẩu gì tùm lum cũng bị bác. Giờ bây giờ kháng cáo vụ BH cũng bị bác. Giờ giờ kiện vụ ADN cũng bị bác. Sao cuộc đời của Sáu đi tới đâu người ta cũng từ chối vậy Sáu? Sáu ăn ở thế nào mà đi tới đâu người ta cũng từ chối? Ta thấy Sáu người ta ngán liền. Bây giờ tôi không hiểu lực nè. Út không hiểu lực nè. Út chỉ dân bình thường thôi. Thí dụ đi, tôi bình thường thôi. Nhưng mà tôi cũng hiểu được ai thắng ai thua nữa. Khỏi cần lên nói xàm nói đế. Có nhiều người nói ơi, sao mấy đứa kia nó cứ xàm vậy? Tại nó xàm mới kiếm tiền ăn, nó không xàm thôi được. Nó biết là Hồng Loan thắng đó, nó biết là cô Sáu thua đó. Nhưng mà bây giờ nó không xàm thì làm sao nó lỡ quay xe rồi. Mà nó không xàm, nó không giả bộ bên cô Sáu thì tiền đâu YouTube ra. Nó phải binh thôi. À, nhưng mà nó với cái độ tuổi tụi nó thừa biết là cô Sáu thua đó, nhưng mà nó vẫn làm. Làm để kiếm tiền ăn. Sao không làm được, đúng không nha? Đó, vì thế mà sắp tới đây cô Sáu lên đường tổng quân, xa cái nhà số 5 xa chỗ đó liền. Đó. Đó cô Sáu, nhà của người ta chảy người ta đi mà nội. Bà nội ở, bà nội bám, bà nội ăn, bà nội khóa biết bao nhiêu rồi. Còn có chỗ nhà để thờ ông, thờ bà, thờ ông bà nội, thờ cậu Năm, thờ của quyền đất tổ bà nội rồi bà nội. Bà nội báo quá báo rồi, báo từ lúc còn nhỏ tới lấy trai rồi tới đẻ con, đẻ cháu ngoại, vẫn còn báo, tới giờ này vẫn còn báo luôn.
mình tự bá cuộc đời mình đi, cuộc đời mình tự chịu trách nhiệm đi, ngộ vậy. Dạ dạ sao rồi đừng khóc nữa nha con cưng, con cưng nên con cưng thương đó. Vậy lâu lâu cái hồng loan gửi cho bịch mít ăn kệ đi, dọn nhà đi hay sao. Ừ, rồi thôi chào tạm biệt cả nhà, bye bye.